chào tất cả anh em nhé. Thì ngay lúc này thôi cũng đang được đón nhận rất nhiều anh em YouTuber cũng như là phóng viên báo đài. Thì đây cũng là một trong những tác phẩm mà nó có ý nghĩa với tập đoàn Triệu Điền, một trong những tập đoàn mà có những cái tác phẩm xanh cũng như là Tùng là hạn rất là khổng. Thì hôm nay cũng chính thức là đưa cụ ra khu vực triển lãm. Cái tác phẩm này thì cũng như những cái video trước thì anh em chúng tôi cũng đã nói rồi, 4 năm rồi thì Trung Bonsai cũng mới quay lại và chia sẻ cùng đồng hành với tác phẩm này. Một trong những cây mà trước đó thì mọi người cũng đã ngắm qua tại triển lãm Festival Thanh Hóa rồi. Nhưng mà lần này thì cũng là một trong những lần rất quan trọng mà đích thân chủ nhân của tác phẩm đưa tác phẩm này đi và cũng được trải chuốt rất là kỹ. Một trong những cây mà bây giờ anh em nhìn so với cái lúc mà triển lãm Thanh Hóa 4 năm rồi thì nó khác xa rất là nhiều. Mặc dù thì hôm qua một số chi tiết thì anh em tôi quay ở kia thì do là báo đài đang làm việc nên chúng tôi cũng chỉ ở tuyến ngoài thôi. Ghi nhận là có một số bông thì cũng đã được anh Tuyển người thợ chính đang là thổi hun vào đó nữa, thì cũng có cái sự mà bỏ đi thêm vào bông tám. Thì bây giờ anh em xem bông rất là to và làm cho cây nó thụ rất là đầm. Thì lần này thì cũng vẫn như anh em yêu cây cũng như là một số anh em thì đang có em Sơn chuyên định ra gỗ một loại này gỗ luôn, và thứ hai là cả đồ bạc cũng đang có mặt tại đây, và người không thể thiếu được là em đó, một số anh em như anh em bên kia nữa đang rất nổi tiếng như em Tuyển này, em Mạc này, rồi một số kênh YouTube này. Kênh yêu cây cũng đã có mặt rất sớm rồi và truyền tải cái thông điệp, thì cũng rất mong các bác các anh quan tâm thì có thể là về đến triển lãm Long Biên này lần này thì có thể là chiêm ngưỡng được kỹ hơn. Thì hôm nay là xe đang chuẩn bị đưa cụ lên xe nhé, thì chúng tôi cũng đang là hướng cụ lên, chúc cụ là lên xe là an toàn, vì bây giờ cây thì mưa mấy ngày nay rồi, cụ tắm mưa mấy ngày nay là khả năng là cũng rất là nặng đấy. Từ sáng đến giờ là các anh cũng đang hỗ trợ tích cực này, tập đoàn Triệu Điền này. Đó. Các kênh YouTube đang chia vào nhau. Hôm nay thì có kích nhiều, rất là nhiều anh em này đang có mặt rồi. Thì có cả phóng viên chuyên nghiệp cũng như là phóng viên không chuyên. Thì anh em tôi là những người đam mê thôi. Thì cũng rất mong anh em nào mà trong các gương mặt này YouTube này, bác nào mà cảm mến ai thì ta cứ vào xem và ủng hộ nhá. Đó, rất là tuyệt vời. Mỗi người đều có một cái lựa chọn riêng để cho mình có thể là chiêm ngưỡng tác phẩm này được ok hơn. Hiện tại thì chúng tôi cũng chỉ ở tuyến ngoài thôi. Tập trung cho một cái lớn hơn. Chắc chắn là nó phải tầm 18, 18. Đây lên kia nó tầm 30 Công tác chuẩn bị phải nói là rất là cẩn thận. Mọi người cũng đang là cố gắng đây này mọi người. Đóng những cái phản gỗ lại cho nó được an toàn. Yeah.
Vì là cây là quá to và rất là nặng nên là các anh cũng đang là rất là cẩn thận để chuyển các phần đi thì nó là rất là vất vả. Dự định là 9 giờ này sẽ đưa cụ ra sân bãi rồi, nhưng mà do là cái công tác cụ là quá to hay là mưa mấy ngày nay nên là cụ cũng ăn no nước rồi, nên là khả năng là ban tổ chức cũng như là chủ nhân của tập đoàn Triệu Điền cũng đang là rất phải cẩn thận. Cây là cả nhà ơi bắt đầu lên rồi à, theo ghi nhận thì gã đầu bạc cơ trưởng đang chỉ đạo anh em, và hai là anh vừa chỉ đạo anh vừa live stream luôn à, cũng ghi nhận là hôm nay là có anh Hùng Siếc cũng đưa phu nhân đến để cùng đưa cụ lên xe rồi ấy, rất là an toàn. Cô Huy ơi, không khoảng 2 tiếng nhỉ em nhỉ? Cũng phải đến 2 tiếng rồi đấy, 2 tiếng rồi. Cây nó quý như thế nào nào mọi người đều biết đấy, 2 tiếng rồi đấy nhá. Anh đành hết đứng thì ngồi, hết ngồi lại đứng. Đấy, tóc bạc hết cả ra rồi. Đấy, mọi người biết là để nhấc cụ lên đây thì chắc mọi người cũng biết là trong khoảng 4 năm rồi. Đấy, bắt đầu với đưa cụ rồi. Đấy, một số các anh em nổi tiếng cũng đã có mặt rồi. Tác phẩm đã lên khoảng tầm được 1 mét rồi. 13 tấn anh em nhá. Tấn lên là 13 tấn. Đúng không ạ? Chắc phải hơn chứ đâu. Có trọng có tấn là 13 tấn. Cân nặng của cụ là 13 tấn. Cả cái cả trọng. Theo thước phim cân của xe cẩu thông tin là hiện tại là cây là 13 tấn nha quý vị nha. Cô Huy ơi, anh thấy một người nổi tiếng cũng đang ở trên đỉnh kia thì em biết là ai không nhỉ? Anh đấy là anh Chuyển Gà anh ơi. Anh Chuyển Gà? À, anh Chuyển Gà. Anh Tuyển Gà nhá. Ở phía sau thì chúng một sai cũng sẽ chia sẻ anh Tuyển cho mọi người biết. Ở đây này cũng người có đôi bàn tay vàng của quê hương Nam Định đúng không? Đúng rồi, đó. Nam Định anh ơi. Những gia chàng tung hô vỗ tay để đưa được siêu phẩm đưa lên trên xe. Không cần lên đi nữa.
Anh Tuyển ơi, anh trên cao có mặt không anh Tuyển ơi? Chào anh nhá. À. Đấy, anh Tuyển cao lắm anh Tuyển ơi. Đấy. Anh Tuyển là cầu vòi. Mọi người cứ bảo tại sao anh em chúng tôi chưa quay chi tiết được, vì những cái tác phẩm này sẽ có một ngày gần nhất chúng tôi review. Đấy, để cho anh em biết. Giờ mới được chính thức này. Tuyệt vời chưa? Đó. Ok rồi. Cả nhà ơi, có ghét có chê thì mọi người vẫn biết là anh Lành Gã Đầu Bạc được rất nhiều anh em quan tâm, cả những báo đài nổi tiếng cũng đang chụp ảnh với anh. Đấy, để mọi người biết cái không khí anh em này, YouTuber bên dưới luôn. Trời ơi, bên dưới đông quá nhỉ, toàn báo đài không cả nhà. Chúng con sai thì liên tục cập nhật cho bà con. Ghi nhận anh Hùng Siếc cũng đã có mặt rồi. Mặt con sai này là một số anh rất là quen thuộc. Trong con sai thì cũng đang ghi hình với anh một chút để cho mọi người biết là để có sự đưa cô lên thì có sự chứng kiến của rất nhiều anh em, rất nhiều người nổi tiếng đó cũng đã có mặt rồi. Để sở hữu một quỹ đất khoảng độ 13 hecta thì công ty Triệu Điền đây thì cũng là một trong những tập đoàn lớn luôn. Đấy, với những cái gốc tùng rất là khủng xung quanh đây này. Rồi là một số tác phẩm tùng đang đặt ở khu vực triển lãm nữa, thì chắc chắn là trong cái dịp triển lãm lần này, anh em bớt chút thời gian thì có thể đến chiêm ngưỡng cũng như là tham quan được ok hơn. Chào bác Tiến ạ, em chào bác Tiến, em chào tất cả các bác nhé, chào thêm 300 anh em trên mai cảm truyền. Em chào bác Tạm Sản Cao, em chào bác Trai Việt
trì, em chào các đức cánh. Chào bác, không, chào bác, bác cứ đúng rồi ạ. Thiên nhận cái gì đấy? Sản phẩm thiên nhận.